này mày ngu dễ nhiếm vậy. Thì bây giờ anh đem, thì bây giờ anh tìm ra từ ngữ với anh, bây giờ anh phải xài tượng hình, hiểu không? Thôi đừng vào nữa, thì còn nhiều mà. Anh Bino này, này anh Bino này. Không, 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 rồi, ví dụ như đổi ví dụ thôi. Ngu như chú bé đần chẳng hạn, kiểu thế. Đâu. Có mẹ Quang nhá. Này. Tao bảo là chú bé đần nhá, mày nhận là chú bé đần à? Đó là để cách mày cho mày không được. Tao bảo là chú bé đần nhưng mà mày nhận à? Tao có hỏi tên mày ra không? Phải quay không vậy? Phải quay không vậy? Không không không, đây giờ Quang mới vào. Thôi giỏi luôn rồi đi. Ơi Quang ơi. Rồi. Ao đi có luôn rồi, ao đi có luôn rồi. Đi con rồi. Cáp vào luôn, cáp về. Nhanh nhanh. Đếm. Rồi. Nhanh không anh Pino vào lại. Nhanh 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 nhanh. Ôi Pino sao ấy, chửi bận nhiều lắm, không hiểu. Nhanh đi không anh Pino vào lại. Này tao còn chưa nhắc đến tên nó nhá, thề. Ơ sao kia anh Quang kìa. Đây Mr. Mr. QNT. Rồi, Pino rồi. Pino giỏi rồi. Giỏi rồi. Chơi mà chơi dối. Xong, nếu mà có tôi đã mất một sát thủ tiềm năng. Đấy, chúng ta có từ môi thâm như thằng 7 nè, hợp lý vậy. Môi mày thâm như 7 vậy. Ờ, môi mày thâm như 7 vậy, hợp lý. Nhìn mày cứ như xe mày nghe vậy đó là hiểu liền ha. Ôi, mất dài. Mất dài là ảo. Mất dài. Đâu có dài đâu, kêu nhìn mày như xe mẹ mà như là mất dài. Béo như xe mẹ. Mày nói gọi là body xe mẹ. Béo như xe mẹ. Béo như xe mẹ. Xe mẹ đang bút mic anh cứ nói đây coi. Được kìa guys. Cá bà lúc cao vậy? Ô Pino ôm chơi nữa à? Pino ôm chơi nữa à? Dỗi thật à? Các bạn ơi. Đây các bạn, đây. Sao vậy anh? Tớ muốn hỏi sao mình đang đợi ai vậy? Rồi đủ rồi nè. Mọi người làm Pino giỏi, Pino quýt rồi. Bây giờ phải đợi thêm người khác. Dạ ok bạn. Yeah. Đi làm nhiệm vụ đi. Simetron. Ê ê. Ôi. The fuck. Từ từ nhá. Tao không tin. Tú cho tao nói trước. Nói. Tao nói, tao không tin. Hồi nãy tao thấy anh Seme với lại thằng bông mai với thằng Cáp đi chung. Đấy, bây giờ phát hiện thằng bông mai với thằng Cáp chết. Ok. Tao thấy anh Quang với cả anh Seme đứng có một chỗ và thằng bông mai chết. Anh vừa đến đấy luôn. Ừ, anh vừa đến đấy luôn Tú ạ. Anh vừa đến đấy luôn đấy. Không, tao bó anh xe me. Anh xe me chắc chắn luôn. Bạn ơi, tớ không có làm gì cả. Tớ vô tội cực kỳ. Không. Bạn xạo lắm. Bạn hãy có chứng minh chứ. Chứng minh đó em xem. Bạn có thể cho tớ như vậy được. Em xem camera thấy bông mai dần cáp đi chung với anh. Xong rồi đi ra khỏi cái phòng điều khiển. Xong rồi tự nhiên đấy. Bây giờ trong phòng này có 4 người lận. Tớ làm gì lỡ tay ra mà giết bạn bè của mình. Tớ không phải con người như vậy. Sáng nhất là có những ai. Tớ sống trong sáng. Anh đến cùng lúc với Tú luôn. Anh xem là chắc chắn rồi. Anh chạy từ trên xuống và anh thấy Tú chạy từ bên phải sang đúng không? Chứng minh ra cho tớ chứ. Đúng rồi, từ bên trái sang. Ở bên trái sang thì theo cái góc của anh là bên phải sang. Ờ. Bởi vì anh từ trên xuống mà. Thế thì em xem mẹ rồi. No, tớ mới đi từ bên phải qua, tớ không làm gì cả. Tớ đang xả rác, tớ có màn hình nó che hết, tớ không biết gì cả. Ôi à, nhầm một luôn bỏ sót mọi người ạ. Mấy bạn, nhanh tay quá cho cuối cùng 40 giây cuối cùng đời của tớ chỉ muốn nói thôi. Ok.
Nếu mà tớ chết mà không phải là người kẻ giết người như các bạn đang đổ lỗi tớ thì hãy vớt bản Funky. Bởi vì bản Funky là trung phòng. Tớ chỉ thấy vậy thôi. Là tớ đang xả rác và tớ thấy có người kế bên, bởi vì có cái viền của tớ là tớ có thể thấy được ngay bên trái à, ngay bên phải à. Rồi, ok. Thì tớ thấy Tú Đủ vào. Ok vậy vót phần kia. Không được cạnh mày không. Không, anh là chạy em anh là chạy xuống cùng với mày hiểu không? Anh sẽ mà anh với mày là bây giờ vào chung một ruộng rồi, là vào chung một nốt rồi. Anh mày đi cùng nhau. Cảm ơn các bạn đã xem. Thank you các bạn. Lúc anh xem em đang xả rác là cúp điện mà xem em thấy được. No, lúc đấy chưa cúp điện, nhưng mà các bạn hãy ra tiến tớ đi về với vũ trụ chứ nhỉ? Lúc mà cúp điện là Quang sửa điện rồi bảy. Lúc mà bảy chạy vào là Quang vừa sửa điện ra xong với bảy. Đúng không? What? À chết vậy. Thằng cáp không. Nào? Vậy bấm thôi. Ai chết hết. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Nói đi. Vậy nghĩ Quang là sao? Tại vì... Ủa nhưng mà hồi nãy cắt đèn Quang đi đâu nhanh lắm ấy. Hình như chú Công Quang hay bị, sao ấy. Quang bị hố làm quét 2 lần. Ủa sao lại hố làm quét 2 lần được sao? Biết cái chỗ mà sửa siêu mọi người. Cái sửa siêu nó chỉ có một chỗ đứng đúng không? Nhưng mà Quang đứng vô cái ven trước. Xong rồi cái Quang này suy nghĩ gì lâu lắm, cái tao chạy xuống cái tao bắt đầu mới thấy Quang nhích vô sửa siêu. Đâu? Quang thấy mày. Cái phòng buồng lái á cũng chỉ có hai chỗ sửa thôi, nhưng mà Quang lại đứng vô cái ven trước. Xong rồi tao chạy vô cái ven lại. Bảy nhích qua chỗ là có 3 chỗ sửa nha bảy. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, phòng đấy có 3 chỗ sửa, phòng buồng lái. Nhưng mà tại sao tự nhiên nếu mà Quang đứng ngay cái chỗ Cái đấy chỉ cần bấm cho nó xoay ngang ra phát là được. Cái điện ấy, cái nối điện ấy, bảy hiểu không? Bấm cho nó xoay ngang phát là được. Bấm phát là con đi luôn. Nhưng mà sao Quang cứ phải nhích ra khỏi cái ven nhỉ? Hơi lâu. Nhích ra khỏi cái ven là sao? Đấy là mà hơi lâu. Anh Quang đứng đó hơi lâu. Ủa? Anh Quang không đi sửa nhá, cứ chạy vòng thôi. Này, đi sửa chết mẹ luôn, sửa oxy chết mẹ luôn, hỏi Phan Kỳ bây giờ cho em một câu. Bị bắt gặp mới bắt đầu sửa. Bị bắt gặp. Tao sẽ Quang sửa oxy mấy lần thật. Không là tao đứng với Quang bên phải mà hai anh em đứng với nhau mà anh Quang không biết. Bây giờ Quang là hết nhiệm vụ chưa? Có phải tiên tin anh Quang ấy. Quang là gần hết rồi, còn 1-2 nhiệm vụ nữa thôi là hết. Ok, bây giờ đi theo Quang mà không nhích nhau như thế nào. Tao đi theo anh Quang ấy. Ok, đi theo Quang. Em xong hết rồi. Ok, đi theo Quang, không nhích phát nào là vót luôn, không nói nhiều. Sao im lặng ấy? Đúng rồi. Đúng rồi. Xem làm thế nào để coi là quét gì không bị trùng nữa này. Bây giờ mọi người nói rồi thì thôi chứ. Mẹ mày bấm lâu vãi lộn. Đi. Mẹ. Có nè. Trời lớn vậy anh trai. Thế thì là anh Quang đánh xe mẹ. Đen vai trưởng lúc mình bị xe mẹ giết hai người. Thằng đúng thằng lồn Văn Kỳ đi xuống rồi. Chưa kịp cool down. Thì nó hai rồi gì? Vô mẹ game rồi. Sao lại ai vô game đây? Bấm nhầm đủ. Thì đẹp ba to người á, đéo được chơi cái sát thủ. Trời ơi, mẹ quýt ra đi. Ai sát thủ quýt ra đi rồi vô game lại. Chơi đi anh. Có người lạ kìa. Thank you.
Lại ba người chết. Ba lần ông dân bị bóp luôn à. Chết nhanh thế. Chắc phải tăng cái giết người lên tí em ơi, cái này chết nhanh quá. Ừ, chết nhanh hơn nhanh đấy. Tại mọi người đi chung nhau mà thì chả thế. Phó thằng chơi đi. Ờ, giống này sát thủ lắm anh ạ. Thằng nào dân đúng không mà anh không nghĩ thằng dân. Đi xe me về em là ai nữa giờ. Rồi đi cùng nhau rồi. Ai giờ? Ai giờ vừa thấy xe me với nhím đi với nhau rồi. Không không, em này em đi với anh Bảy với cả anh Funky, anh xe me và Spoot. Ừ. À, không có anh Bảy, không có anh Bảy, không có anh Bảy. Không có Bảy, không có Bảy. Chỉ có xe me, Funky. Bảy không nói gì là anh hốt rồi đó. Bảy ăn Bảy Quang với cả dân rồi. Em không thích kia thôi. Anh đang đứng ở trong phòng camera mà. Thằng nào đang đứng ở ngoài đấy, thằng Spoot với ai đang làm nhiệm vụ ở ngoài đấy. Đội mũ ấy à? Ừ, không có người đi chung đâu. Tại vì thì mọi người bây giờ mọi người đi chung nhưng mà em không có trong nhóm thôi, chịu thôi. Vốt thằng dân thôi, hai người giết lại đấy. Mọi người vốt ai đấy? Anh vốt dân đấy. Vô thằng dân. Từ vô thằng Bảy ơi. Bởi vì anh không thấy thằng dân nó đi vô, nó đi làm bảy gì cả hiểu không? Đi. Ờ? Không, từ. Bây giờ vốt nhầm cái là skip đi hay là như nào đi? Vốt bố nó rồi. Vẫn còn 3 người kìa, vẫn còn 3 người skip thì xong. Skip đi, không. Mà sao skip? Bây giờ là anh xem em vốt anh Bảy đúng không? Đúng rồi. Anh Quang vốt nhưng mà anh vốt thằng dân rồi. Vốt thằng dân đúng không? Ừ. Thế đi Support vote tôi đi, để cho bằng vote đi. Ờ. Thì có hai người vote dân rồi, vote tôi đi, vote tôi đi. Rồi, anh làm đi, anh chạy kiếp đúng không? Ôi địt, vâng, anh Bảy vote em này. Môi sinh, môi sinh. Anh chạy kiếp. Rồi, được rồi, có vẻ. Nếu mà nghi ngờ anh nhả thật đúng ấy, thì anh không có gì nhưng nói, bây giờ anh không nói thôi. Giết nhầm một người là còn... Ừ thì đúng rồi, anh cũng đâu muốn vote ai đâu. Bây giờ những người mà muốn vote đó chắc chắn là chỉ có sát thủ thôi. Đúng rồi, anh muốn giết dân là ấy đấy, là sát thủ đấy. Tới đây làm. Chỉ bảo còn 3 người 7 dân Quang thôi mà. Nhìn thấy không ai chạy theo nhím là thôi rồi. Kì này là em bảo nhím em muốn 7 đi, skip cái lồn à. Ôi em vốt được 7 đi, nghe là mình không cãi rồi đấy, mẹ anh vốt rồi. Vốt đi. Nhím này. Kích dân ra đây ông ơi. Đặc đại anh phân kỳ chứ. Sao lại anh thì em vốt được dân. Cá ngu là anh á. Một trong 3 người thôi mà, vốt đại đi. Vào đây cáp. Vốt đại nhưng mà vốt anh 7 thì không ấy. Thì vốt 7 thì vốt đi đây, vốt anh 7 thôi. Anh 7 lại vốt thằng dân là lại Huế. Ủa? Đi không? Anh đang đóng giả một người dân. Mình có, một đứa cuối cùng không? Nhưng mà nếu mà gì anh thì ấy đúng không? Thì đó. Cáp đâu? Cáp đâu? Kiểu gì anh chả vốt thằng dân. Mất mạng. Vốt thì lỗ quá. Alexa meo kìa. Có mạng lại chưa?
Có đây, lẹ đây. Vô đây, vô đây. Lẹ đi. Chắc là có counter vô sao. Quả đấy, quả đấy mọi người phải bỏ nhiệm vụ đi bấm Uzi luôn. Cái đấy anh bảy gì em này, em đúng rồi. Bấm Uzi đi. Tao đang làm nhiệm vụ giờ mày đi làm Uzi đi boost. Cứ đi theo tao đi. Thằng sửa bên trên bị thằng bảy giết thịt mà. Kéo đi. Giờ ai là người thì cứ phải đi chứ, tại vì lúc đấy là thiếu ấy rồi. Lúc đấy thì mỗi nhiêu chạy đi là thôi là xác định. Em thấy là em toang rồi, em thấy bảy người em là em thấy em toang rồi. Chỉ cần mà một nhịp trúng được nhiễm thôi là nhiễm chết chắc luôn. Thằng bông mai, thằng bông mai đang sửa ở trên. Mình lên làm piu. Còn đấy em còn đéo chạy sửa điện cơ, em còn chạy đi để anh bảy không tóm được em ấy. Đấy, phòng điều khiển này rõ ràng là nó có 3 cái nhiệm vụ ở đây. Chỗ này với chỗ này, 4 cái nhiệm vụ liền. Thế mà bảy bảo có hỗn 2 cái nhiệm vụ. Bảy điêu. Bố là lý do tao. Bố là lý do tao. Sao sao? Sao đây sao? Chặt đầu ai giờ chặt đầu Phân Kỳ đi đâu. Anh đi hồi nãy đi gần Phân Kỳ. Em là em đi của Insame ở đây. Bố là lý do tao. Đang cửa điện nha. Cửa điện chặt đầu Phân Kỳ xong rồi chạy à. Vốt rồi đánh đi. Vốt luôn. Xong tí nữa cứ nốt thôi. Bởi vì là thấy Snake. Bởi vì là lúc đầu Quang đi làm nhiệm vụ, Quang thấy Snake gặp mấy lần rồi. Quang toàn đi lẻ thôi. Mày đi mà. Không nên tin là phụ nữ. Bởi vì là bình thường ấy, bình thường Quang đi làm nhiệm vụ ấy, Quang gặp Snake ở lúc đầu mấy lần rồi mà Quang toàn đi lẻ thôi, nhưng nó không giết thì Quang nghĩ là Snake nói thật. Em bảo đổi tên thì làm sao mà đổi bản tính con người guys. Sao mà bảy xem cam bảy thấy ba cái ven được ta? Đây thấy có mỗi ven mà. Hoảng hốt vậy. Cứu. What? Đi đây. Anh muốn báo luôn nha. Các bạn để ý là từ đấy là không ai mới chết đâu. Vâng. Anh đang kèm bông mai vãi lồn luôn, cứ để ý bông mai nha, các bạn cứ làm nhiệm vụ đi. Anh cứ đi theo bông mai thôi. Thì anh chỉ nói vậy thôi. Em thấy anh chết. Em làm xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ anh cứ đi làm nhiệm vụ thôi, em còn nhiệm vụ phép tay thôi. Thằng nhiễm nó dí em hoài đây, đi cờ em. Thì anh biết. Gì đâu, em vừa có anh phòng camera, em tao nó chặn cái cửa, sao nó chặn cái cửa nó giết em, đi cờ em. Em thì em nghĩ là thằng nhiễm, bởi vì là nếu như mà... Nếu như mà Ali... Mà thằng nhím, Ali là sói đúng không? Ừ. Mà thằng nhím mà không là sói thì thằng nhím phải bị giết đầu tiên. Thằng nhím. Đấy. Em có thằng nhím, em có thằng nhím bên xem em nhá. Em đi chơi từ. Thực ra bây giờ là bây giờ chỉ có một người thôi, bây giờ không cần phải vote ai cả. Đi theo em, đi làm nhiệm vụ này. Em còn một nhiệm vụ nữa là thắng rồi. Thôi không phải vote ai đâu, cứ làm nhiệm vụ đi là thắng rồi. Anh cứ kìm thằng bông mai thôi nha. Skip vote đó. Skip đi. Mọi người phải tin em. Em chuẩn bị đi theo anh sửa nè. Có bông mai thôi. Bông mai hoặc là nhím. Chán hiểu. Thì anh xem mẹ kịp mày. Thằng lồn nhím mà đi lòng vòng lắm, điệt cơ mẹ. Anh đéo biết nhưng mà đến giờ vẫn chết đi mà. Anh nói rồi, cứ kèm vào bông mai. Em còn một nhiệm vụ nữa thôi, một nhiệm vụ. Mày sao vậy? Thằng nhím anh ơi. Một nhiệm vụ. Không, em làm tôi mà. Mày đi lòng vòng lắm. Lúc mà ở trong phòng điện làm không thấy nhích một tí nào luôn, thề. Không nhích một tí còn nào. Còn một cái nữa nó mới nối mà. Cái nhiệm vụ nối. Cái đấy đâu có phải nối đâu, cái đấy là nhiệm vụ chỉ bấm lên là được.
Anh bị hâm mà nhiệm vụ hà ấy cơ mà, nhiệm vụ download cơ mà. Đâu trong phòng điện làm gì có download? Mày làm rồi. Em làm cái bên trái đã làm đâu. Nhưng mà trong phòng điện làm gì có download? Mày đi. Có. Làm gì có download trong phòng điện? Có mà. Không trong phòng điện có, trong phòng điện. Đó. Nói đi, nó nói nhiều quá. Cái bên trái đấy, cái bên trái cái vạch lên đây. Quá. Nó là... đất rồi. Nó chỉ có nối điện. Trái. Nó chỉ có nối điện thôi mà. Không. Chưa có ngay gần cái cống hay sao á. Ừ đấy, cái vote. Trên cái cống ấy. Anh không vote cho ai nha, không vote ai nha. Thế thì có ai vote. Thế thì ai làm nhiệm vụ thì con làm anh nhiệm vụ biết nhiệm vụ đi. Anh rồi, anh cứ làm bông mai. Em làm xong rồi. Còn ai chưa xong? Bây giờ làm bông mai thôi. Còn mỗi nhím thôi sao đấy? Thằng bông mai không nói gì từ nãy giờ. Ủa, xong nhiệm vụ với anh. Thế xong thì phải nói. Xong nói. Đi theo anh xem nãy giờ mà. Nếu mà thằng nhím còn mỗi một nhiệm vụ thì tại sao cái vạch nó còn dài như này? Ờ. Tại vì đấy, mình chưa làm các bạn, đợi xíu mình làm cho. Cãi năm đứa, cả năm đứa thấy luôn à. Cả năm đứa trong game, năm đứa thấy hết cả năm đi. Chịu chết luôn à. Okay. Tao thấy cái nhiệm vụ trong phòng điện đéo thì tăng mà. Thì biết ngay thì Ali là sát thủ mà. Nhưng mà em lại là sát thủ. Năm đứa đi. Thì gặp rồi là gặp rồi. Thì từ từ giết thôi, có lòng tin của người ta rồi, đâu ai nghi ngờ đâu. Alo, nghe đi, nghe đi. Nghe đi, giết sau việc mẹ chạy, sợ chạy xuống cống à, ta bắt liền. Alo.